ăn mặc như quý phi, đi tiêm vaccine, cô gái trẻ bị dân mạng ném đá dữ dội. Cùng với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc tiêm vaccine cũng đang được đẩy mạnh trên khắp thế giới. Tuy nhiên, không ít những màn hóa trang kỳ quái, đến mức lố lăng của nhiều nam thanh nữ tú tại địa điểm tiêm chủng khiến cộng đồng mạng lắc đầu ngán ngẩm. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc được phen dậy sóng trước hình ảnh một nàng quý phi đi tiêm. Cụ thể, ngày 6 tháng 9, cô gái tên Cai Jiqi, 22 tuổi, đã tới trung tâm tiêm chủng tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Johor Bahru để thực hiện mũi tiêm thứ hai. Cô gái cho biết ban đầu chỉ định lựa chọn một bộ đồ hán phục bình thường, thế nhưng sau khi một người bạn góp ý rằng ăn mặc như vậy quá đơn điệu, bình thường nên cô đã quyết định đổi sang bộ váy xanh lộng lẫy kia để trông trang nhã, thanh lịch hơn. Quả thật chiếc váy này khiến tôi xinh hơn, trông quý phái và giống Dương Quý Phi hơn, Cai chia sẻ. Những hình ảnh trên sau khi được đăng tải đã gây ra cuộc tranh cãi lớn từ phía cư dân mạng. Một số ý kiến dành lời khen ngợi cho bộ trang phục cổ đại, trong khi đó số khác lại ném đá không thương tiếc hành động làm lố của cô gái trẻ. Một số bình luận đáng chú ý: thật sự là rất xinh và trông khá quý phái. Tôi cũng ước được mặc bộ trang phục đó dù chỉ một lần, làm lố quá, rồi đi tiêm hay đi trình diễn thời trang vậy. Có cần thiết phải ăn vận như vậy không? Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng không đúng nơi đúng chỗ. Váy áo dài lượt thượt rồi quét cả ổ virus về nhà luôn, mặc như vậy không biết để ai xem. Trước đó, một cô gái đến từ Malaysia cũng từng khiến dân mạng không ngừng xôn xao khi đeo mặt nạ Anonymous, một trong những nhóm hacker nổi tiếng thế giới đến địa điểm tiêm chủng. Nguyên nhân